Dạ, xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì cũng tiếp tục dạch mặt cái con ngọc môi dày ha cô chú ha. Đó thì con nói cô chú từ từ đó, con sẽ tung ra những cái bằng chứng liên quan về con ngọc để cho cô chú thấy rõ bản chất của con ngọc. Từ đầu là nó đã có ý định rồi, ý định là nó về là nó tiếp cận mạnh thường quân, đồng thời nó cũng muốn lấy luôn cái ngôi nhà của con em nó, tại vì nó cho gần nhà đó là nhà của nó. Đất là đất của chùa, nhưng mà cái nhà ngày xưa là cái nhà của con Ngọc nha cô chú nha. Ở đâu đó thì mình nói rõ ràng. Nhưng mà nó thấy cái nhà quá ghê gớm rồi, và nó đã bỏ xứ ra đi rồi. Đi mười mấy năm nay nó không về. Nó cứ nghĩ là cả đời này nè, nguyên cả anh em của nó không thể nào cất được một cái ngôi nhà đẹp như vậy. Cứ nghĩ cái nhà mục nát như vậy thì thôi, nó cho con Vi luôn với thằng Thảo sống, rồi sau này Thiền Phi sống đó, là nó cho luôn, nó không có quan tâm nữa. Không ngờ chụp cái con Vi nó trúng số, nó trúng số được các kênh YouTube lại quay, được Mạnh Thường Quân giúp đỡ, cái thấy quá trời tiếc nuối chạy về. Cũng chịu khó lắm, điền cái tên vô trong cái giấy tờ đó là ba người được ở, đồng sở hữu đó cô chú nghe, ba người là đồng sở hữu cái ngôi nhà đó. Đó. Nhưng mà lòng tham trỗi dậy nữa cô chú, làm như vậy là làm là để là về mặt giấy tờ và đưa lên trên cộng đồng mạng, vì tình vì lý là Ngọc cũng còn chút xíu tính người. Nhưng mà thật ra phía sau đó là Ngọc là muốn chiếm trọn, thì không cho thằng Phi vào nhà ở, tức là con Ngọc đi theo. Con Ngọc đi theo gọi đầu con người ta là thằng Khôi. Cái nhà đó thì hai ba bữa tiếp cận được mẹ nuôi của thằng Khôi rồi, đầu là cũng nói xấu nói này nói nọ, rồi nói xấu thằng Khôi, rồi đầu cũng tống cổ ra khỏi nhà. Thì con Ngọc đường đường chính chính là nó cướp cái ngôi nhà đó từ trên tay của em nó đó, rồi xong nó dắt thằng bầu trẻ của nó về, đem con nó về đầu này nọ. Con của thằng Khôi là con nuôi của mẹ nuôi thằng Khôi ha, thì bắt đầu thế lại thành con nó đó, để nó tiếp tục nó mồi chài, nó dựa dẫm vào người ta. Cái đoạn clip vừa rồi cô chú thì con nó cũng đăng, mà con quên ghép vô rồi, ghép vô cái đoạn ghi âm là con Ngọc nó nói con Vi nó nói con Ngọc ác lắm, nó không có biết thương người đâu, nó còn nhiều lắm cô chú, từ từ đi thì con sẽ chích dẫn lần lần gì đó cho cô chú nghe, cô chú hiểu rõ cái bản chất của con Ngọc như thế nào. Thì thôi đi, để bây giờ con mời cô chú nghe đi, con Vi nó nói về chị Ngọc nó ha, chị Ngọc môi dày nó như thế nào, rồi con sẽ phân tích tiếp. Đó, cô chú có nghe chưa? Đó, nó nghe cái đoạn ghi âm của con Ngọc chưa? Con Vi chưa? Nó nói về Ngọc chưa? Đó, thì con hỏi cô chú là chính đứa em ruột của nó còn nói nữa, con Ngọc nó ác đó, thì cô chú nhìn cái bản mặt Ngọc thì cô chú biết rồi. Đó, ở đây mình nói lên là mình nói sự thật, bản chất, tính cách của từng người cô chú. Đó, con Ngọc là thật ra là nó dữ dằn, nó ác, cái cặp mắt của nó, mắt hí của cái gương mặt của nó, nói chung là cái kết cấu cái gương mặt của nó ha, là mình nhìn là mình biết con Ngọc nó ác rồi cô chú. Nó ác á, cho nên nó mới đành là nó đem con của con Ngọc á, con Vi á, mới có 3 ngày tuổi còn ở trong bệnh viện đỏ hỏng như đó cô chú, đem đi nó cho nó bán người ta, nó lấy tiền nó xài để nó chuộc lại lỗi lầm đó, là tiền điện tiền nước. Nó biết con Vi không thể nào mà lo nổi, là nó gửi về hàng tháng là đóng cho tiền điện tiền nước, nó cho bao nhiêu đâu, không có cho tới 1 triệu đâu cô chú. Nhằm khi dư con Vi nó làm nó có tiền đóng thì nó không có cho, trừ khi nó không có nó mới cho, chứ không có phải tốt như những gì đâu. Trời ơi, chẳng qua là các kênh YouTube và dựng lên một hình ảnh người chị gương mẫu biết yêu thương em út, biết lo cho con cháu này nọ đó. Giờ cô chú nhìn kỹ thử đi con Ngọc đó, con nó còn không lo, nó bắt nhỏ làm hồ ở trên nhà trọ mình ên, đi làm về rồi còn phải tự nấu cơm ăn, trong khi cái nó chạy về đây nó lo cho con Vi. Trời ơi, nó chửi cha mắng mẹ thằng Khôi cô chú đâu có biết,
Tại vì không có đưa lên những cái câu chuyện đời thực thôi. Các kênh YouTube là đang tạo dựng một hình ảnh mà, hình ảnh người dì người mẹ mà đó, là cũng như là mất mẹ của con chị đó, nó lên nó tuyên bố nó là cũng như là mẹ của con Vi đó, cô chú thấy không đó. Thì con hỏi cô chú đó, con Ngọc nó có tốt đâu, nó có tốt như những gì ta nghĩ đâu, nó có tốt như những gì các kênh YouTube đưa lên đâu. Nó bây giờ lộ hết trơn cô chú thấy không. Nó chính con ha, con Vi nó cũng nói luôn, bà Ngọc này bà ác lắm đó, bà muốn chiếm cái ngôi nhà, thấy cái ngôi nhà mới nè đó, ai mà không biết Ngọc ơi, con Vi á đó, mà nói nó khờ khờ đi, nó còn ha nhìn ra gõ được ha cái bộ mặt thật của con Ngọc nó cô chú, mà không lẽ mình, không lẽ mình không biết đó, mà mình nói luôn luôn lúc nào cũng chối cãi. Trời ơi, thế là em thấy không, chị bị chửi rất nhiều vì người ta nói chị về đây chị cướp nhà, nhưng mà thật sự ra là cái ý đồ của chị nó thể hiện trên gương mặt của chị rồi. Chị Ngọc ơi, cho chị cố tình chị che chị đậy đó, này nọ anh ta biết hết trơn. Trời ơi, những cái câu từ nói ra là biết xạo rồi cô chú, nếu mà không vì tiền đi đó, làm gì mà có chuyện mà mẹ nuôi thằng Khôi đó, mẹ nuôi thằng Khôi không cho tiền mà nuôi thằng Khôi, phải không cô chú? Nó con nó rồi là vì tiền của mẹ nuôi thằng Khôi thôi, giả bộ nịnh mẹ nuôi thằng Khôi rồi đầu cái hả chăm sóc thằng Khôi, tại thấy thằng Khôi đang được cưng nè, có mẹ đỡ đầu vào nữa nè đó, nhào vô trời ta là người gì ta thương thằng Khôi. Bây giờ con nói cô chú nè, bây giờ con cho những gì á, con Ngọc đi, nó nói về sự thật đi, nó thật sự nó thương con, thương cháu, thương em đó đi. Bây giờ con cho ví dụ vậy đi, thì con hỏi cô chú nè, Mạnh Thường Quân á cũng không nên kêu con Ngọc ở đó lo cho thằng Khôi, tại vì mình đã cái tâm của mình thiện rồi, mình giúp đỡ rồi, đâu phải mình thương thằng Khôi mà mình không thương con của Ngọc, phải không cô chú? Đó đã là từ thiện rồi đó, thì là phải công tâm tí xíu thôi đi. Ngọc ơi, con cháu đứa nào là cũng cũng máu mủ không à, thôi bỏ thằng con của mẹ chinh chắn tội nghiệp lắm, thôi mày về ở đây cho mẹ nó với thằng Phi kệ mẹ đi, giờ nói thằng Phi nó không nghe thôi, giờ bỏ liều bắt bó mình không lo thôi, phải không cô chú? Nhưng mà hãy để cho nó gần cha gần mẹ đi, tại vì nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó là hả 15 năm rồi cô chú, phải không? Con Ngọc cũng vậy, mà Ngọc chạy về đây nuôi thằng Khôi rồi cái bà hả mẹ nuôi của thằng Khôi á cho tiền con Ngọc để chăm sóc thằng Khôi rồi hả, rồi bỏ con nó dình chảnh. Con Ngọc tham tiền một phần, nhưng mà một phần là mấy cái Mạnh Thường Quân này, nhất là mẹ nuôi Khôi nè, cư xử như vậy đối với con của con Ngọc cũng không có đúng đó. Mình phải trả mẹ của người ta về cho người ta đi, phải không? Con Ngọc thì nó tham tiền rồi đó, tự nhiên bỏ tiền ra hả nuôi thằng Khôi vậy, bắt con Ngọc nó phải hả bỏ con nó dình chảnh. Đấy, cô chú thấy cũng rất là vô lý. Nói chung là mình nhìn ở cái góc độ là trung lập đi cô chú, mình không có thiên vị ai hết, mình không có binh vực ai hết đó. Vậy thằng Khôi nó cũng lớn chồng ngồng rồi, nó sống với thằng Chách rồi đó, thì hai đứa nó có thể lăn lộn ở ngoài đời đó. Dù con Vi đi nó có mê trai đi nữa, nó không về nhà ở đi, thằng Khôi nó cũng tự sống mình lên đó, tại vì bản năng của con người của mình mà, phải không cô chú? Đó là hả mình cũng phải biết chăm sóc cho bản thân mình, nó đâu cần phải tới con Ngọc. Nếu mà con Ngọc thật sự nó thương con đó, thì nó về đó, nó về nó trên Bình Dương đó, nó nuôi con nó đó mới là người mẹ đó. Thì mẹ nuôi thằng Khôi đâu phải dùng tiền, dùng tiền rồi sai khiến một người nào đó này nọ, người ta bỏ con người ta để người ta đi chăm sóc thằng Khôi, trong khi thằng Khôi đó là chỉ là cháu thôi đó. Còn mẹ, người mẹ nuôi nào đó, mình lo mình giúp đỡ cũng không có đúng nữa. Trời ơi, tự nhiên vậy đó, rồi kêu Ngọc về đi chu cấp hàng ngày hàng tháng rồi lo cho thằng Khôi nấu cơm nấu nước. Ủa, thằng Khôi còn hơn con của đại gia nữa hả, con của nhà giàu nữa. Trời ơi, vừa phải thôi, tiền đó đó có dư nhiều có thể giúp những mảnh đời khác đi đó, người mẹ nuôi của thằng Khôi á còn hả nhiều mảnh đời thật sự người ta rất khổ cô chú đó. Chứ hả đừng hả mà hả đem hả tiền hả mà cho cái gia đình này cũng như không, nó đâu có biết tôn trọng đâu cô chú. Đó, thì con Ngọc này nè, nó chỉ lợi dụng tiền bạc thôi đó, mà ta là những con người thành đạt có tiền có bạc mà bị hả mấy cái anh em nhà con này hay dụ nó thì thôi quá tệ cô chú đó. Mình làm mấy cô chú mình làm thiện rồi, mình không phân biệt thằng Khôi là con nuôi của tôi hay là ai ai này nọ, phải công tâm
thì người ta mới nể, cộng đồng mạng người ta mới nể đó. Bây giờ nè, thật sự luôn, tại thôi con cũng làm biếng nói nó, tại thấy nó nhỏ của chú, nhưng mà suy cho cùng đi, khán giả cũng không hài lòng mẹ nuôi của thằng Khôi giúp cho thằng Khôi như vậy, rồi phải mướn người nấu cơm nấu nước này nọ đồ, thật sự luôn cô chú phải không? Mình cũng vậy thôi, con thì con cũng không đồng tình với cái quan điểm đó. À, giúp kỳ vậy, thằng Khôi nó còn mẹ nó sờ sờ con Vi đó. À, nếu mà nó cũng còn gì nó là con Ngọc đó, nếu mà nó thật sự ha, à, cái con mẹ và con gì đó thương thằng Khôi thì đâu cần phải tiền bạc của Mạnh Thường Quân rồi mới lo lắng cho thằng Khôi đâu. À, bây giờ hãy thể hiện đi, nó thể hiện là ta thương Khôi đó, thương như thế nào đó, nó phải không cô chú? Nó giờ lo lắng đi, đem thằng Khôi về Bình Dương chăm sóc đó, như con ruột của mình đi, và gần gũi con mình để chăm sóc con mình luôn. Và trong cái thời gian rất là dài thì con mới tin. Còn cái này thương thằng Khôi này nọ, bù đắp cho thằng Khôi chưa gì chân cô chú, mới có mấy ngày không gửi tiền bạc về rồi cái đạo cái nó lên đi nói xấu người ta, nói xấu người mẹ nuôi này đó, hứa mà không có giữ lời hứa gì chân ở ngoài, trời ơi, cái đó là nó nói chuyện lịch sự trên điện thoại với cái người kia nha. Còn ở ngoài cô chú nó chữ tét bét cái bà mẹ nuôi đó, con Ngọc nó dữ lắm đó. Thì hồi nãy thì con cũng cho cô chú nghe rồi đó, chứ không có ai ha mà du quan du khống nó thêm nó bớt gì cho con Ngọc đâu. Thật ra bản chất của nó là nó hiện rõ trên gương mặt nó rồi, và ai cũng thấy rồi, chẳng qua là khán giả Mạnh Thường Quân không có nói lên cái tiếng nói của người ta được cô chú đó. Thì bây giờ là con chỉ đại diện thôi đó, con đại diện khán giả không nói được đó, thì cứ để lại bình luận, cứ để lại bình luận sẽ đưa những cái câu của cô chú lên trên cộng đồng mạng, cái ý kiến, cái quan điểm của cô chú, để cho cộng đồng mạng người ta hiểu rõ về cái con người của con Ngọc. Khi cô chú ha mà đưa lên cái đoạn ghi âm và các kênh anh em cũng đưa lên, thì con nói cô chú ha, một phút gì đó là rất là nhiều cái bình luận gửi về. Người ta nói là con Ngọc á, là nó còn trẻ còn khỏe còn mạnh á, mà cho nó làm cái gì mà là Mạnh Thường Quân, tức là mẹ nuôi của thằng Khôi á, bị gạt luôn, bị gạt là nó nói là nó không có xe có cộ gì chân á, vẫn bị gạt cái chỗ luôn để nó mồi chài được chiếc xe ở trên Bình Dương, đâu có ai biết. Mà con hỏi cô chú á, thời bây giờ mà không lẽ không có chiếc xe Honda, phải không cô chú? À, giờ cô chú thử nghĩ đi, cô chú tin không? À, không tin. Nói chung là làm gì mà đến nỗi chiếc xe nó cũ nó kỹ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vài triệu bạc nó mua góp mua sách đồ này nọ, phải không cô chú? Với cái bản tánh xe xua đua đòi của con Ngọc mà nó không mua xe hả, con thua gì cũng thua nè, không có rồi sao á. Nó chạy cười, nó đi cua chai, nó đi tìm chai, nó đi chơi với chai. Giờ con hỏi cô chú đó, mà tự nhiên về đây cái Ngọc trong người không được 500.000 nữa rồi, không có xe có cộ cái chân, mà trong khi đó nó ăn bặn nó xe xua như vậy đó, cô chú tin không? Gọi đầu hả, cho gạo cho gì cho này cho nọ đem tới nhà cho Ngọc nữa cô chú đó, vậy đó. Khán giả người ta điện người ta nói thì con hỏi cô chú có công bằng hay không. Mạnh Thường Quân đi, đang bị con Ngọc nó dẫn dắt, nó xỏ mũi, nó lợi dụng, con Vi cũng vậy đó, nó lợi dụng nó mới được cái ngôi nhà như vậy. Nó cũng khôn lắm chứ nó không có ngu đâu, nó ngu mà nó gạt chúng ta được cái ngôi nhà như vậy. Con Ngọc ha, thời buổi bây giờ ha, người ta muốn đi bằng trực thăng máy bay hết rồi cô chú, mà nó không có xe Honda. Giờ đem lên bây giờ là nó muốn là thông qua cái người kia để nói với mẹ nuôi của thằng Khôi rằng là giờ nó không có tiền, hứa cho nó mà không cho thì bây giờ cái chiếc xe nó cầm. Thì con nói cô chú nghe vậy nè, của nó người ta đã cho rồi, giờ đầu lại nó cũng đâu có trả, nó thì kệ bà, nó muốn cầm muốn bán muốn ăn muốn giọng gì cũng được cô chú, đừng có quan tâm đó. Thì ý là con nói rồi, giúp những người lười biếng, những người không có lao động thì bao nhiêu cũng không đủ, có nhà bán nhà, có xe bán xe. Cô chú coi đi, sau này mà cái nhà của con Huy á mà làm giấy tờ được cái năn nỉ ông sư này nọ đó ha, rồi bắt đầu ha là nó bán, còn không nó cũng bán sang tay. Cái nhà của con Vi bây giờ ha, bán con nó bèo của chú đi, bèo gì đi nữa không giấy tờ, mặc dù là nhà của ông sư đó, nhưng mà sang giấy tay qua cũng đâu có dưới 150 triệu, con nói thật đó, đâu dưới 150 triệu đâu cô chú phải không đó. Trời ơi, mà đối với cái tụi này là 150 là của nó là
À, cả một cái gia tài như trúng số đặc biệt rồi à, coi chừng là bán không cần tới giá đó nó cũng bán đó, cô chú. Thì từ từ nha, bà con sống ghiền ở khu vực chùa đó, đó cái ngôi nhà của ông Phi để ý đi, một thời gian nữa thôi nó sẽ kêu bán. Con nói mà không có con mới sợ cô chú. Nó sẽ bán cái ngôi nhà như vậy để nó lấy cái khoản tiền dư, rồi nó cũng mua cái ngôi nhà mà sụp xệ y chang ban đầu vậy đó. À, là ở đầu là nó mua như vậy vài chục triệu thôi. À, thì nó có lại cái ngôi nhà nó té được ra vài chục triệu đó, nó sánh vàng nó đeo nhỏng nhảnh. Chị em nhà này nó ngộ lắm, có ba mớ à, mạnh thường quân cho là thôi để làm vốn đi không à, sánh vàng đeo nhỏng nhảnh vậy đó, thích thích vàng à. À, mình có tiền không có tiền đâu phải đeo vàng người ta mới biết đâu cô chú, phải không? Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.